đôi mắt Ngài đầy vinh hiển, mặt gặp mặt hướng phương vô biên. Chúng ta sẽ tiếp tục bài thánh ca số 341, miền vinh hiển. Ở đây chúng ta miền vinh hiển kia nạc soi nơi vô vàn, nhờ lòng tin ta thấy cảnh hiển vinh. Đó là nội dung của bài thánh ca này. Miền vinh hiển kia nạc soi nơi vô vàn, nhờ lòng tin ta được thấy cảnh hiển vinh. Vì Cha ở bên kia mong ta gặp Ngài, đang sống cho khắp và nơi đẹp gì trong chuông ấy là cây diều, nơi kêu đó qua ba cây ta gặp nhau trong chuông ấy là cây diều, bên bờ đèn nơi chúng ta mong gặp nhau, nơi bên đó ta cùng nhau đem nhịp nhàng nhiều tiếng ca. Tin nhận nơi của Chúa Giêsu làm của Chúa trên cuộc đời của mình, và con tin rằng linh hồn của ông đã được nằm yên trong vòng tay yêu thương của Chúa. Buổi trưa hôm nay, với niềm thương tiếc về cụ ông, tang quyến và tang khách có mặt tại nơi đây để chúng con cũng tưởng nhớ về ông và làm cái lễ xác tang để nhớ đến người đã về với nước Ngài. Nguyện xin Chúa ban phước lên thì giờ quý báu này, Ngài làm ơn để rồi qua cái tang lễ của cụ ông tại nơi đây, mỗi người trong chúng con biết rằng một ngày nào đó chúng con cũng sẽ qua đời. Nguyện xin Chúa làm ơn để những ngày chúng con sống trên đất này thật là ý nghĩa và làm sáng danh Chúa nữa. Con tạ ơn Cha, con phó dâng thì giờ này trong vòng tay của Ngài. Thả thể chúng con hiệp ý và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời tăng gia và các khách chúng ta đồng ngồi. Để bắt đầu để tiếp tục chương trình buổi trưa hôm nay, tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời được chép trong sách Thi Thiên thứ 90. Lời của Chúa được tôi xin tuyên đọc ở tại nơi đây. Thi Thiên 90 từ câu 1 đến câu thứ 12 cũng có ở trong tờ chương trình của ông bà chị em. Thank you.
đứa non sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên. Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro và phán rằng: hỡi con cái loài người, hãy trở lại, vì 1000 năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một cảnh của đêm. Chúa làm cho chúng nó trôi đi như nước chảy cuồn cuộn, chúng nó khác nào như một giấc ngủ. Ban mai tựa như cây cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt nó và nó héo. Thật chúng tôi chỉ hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bó rối bởi sự thành nộ Chúa. Chúa đã đặt sự gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo của chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi nớt, hợp như hơi thở. Tuổi tác chúng tôi nếu được 70, nếu còn mạnh khỏe thì được 80. Song sự kiêu căng của nó mắc quá, lao khổ và buồn thảm. Đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Ai biết được sức giận của Chúa, thì theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa. Ai biết sức sự sống này Chúa. Cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đến các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Và giờ đây chúng ta sẽ được nghe đọc tiểu sử của ông Đinh Tấn Minh. Xin kính mời ông Đinh Tấn Minh. Xin mời. Chào quý
hôm nay thì tôi cảm ơn Chúa và được sự ủng hộ của bạn của tôi, đó là ông mục sư là Đinh Tấn Trọng, để cử hành lễ phát tang cho gia đình chúng ta ở tại Việt Nam. Tôi được biết ông cụ Đinh Tấn Minh cách đây 3 năm khi đó từ qua Mỹ. Có một cái dịp đó là ông cùng từ bên Utah, bên Cali, chúng tôi cũng đã gặp gỡ với nhau trong khoảng thời gian 2-3 ngày. Tôi cũng biết được một số về các cái mối quan hệ và công việc của ông ở bên Mỹ. Chính vì cái mối quan hệ giữa cái công việc của ông và tôi với một sự Đinh Tấn Trọng có quen biết nhau và có gặp lại ông. Cảm ơn Chúa là ở trong những ngày mà rất là ngắn ngủi chúng tôi gặp được nhau ở nước Mỹ thì tôi thấy được có những trường mà chúng ta cũng phải nói rằng là rất là lấy đó làm tấm gương để chúng ta có thể sống một đời sống hạnh phúc. Điều thứ nhất, tôi không biết rằng là đời sống của ông trước đây như thế nào, nhưng mà tôi thấy được rằng là các con của ông rồi các cháu của ông thì rất là yêu mến ông. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là ông có một cái tấm lòng yêu thương đối với gia đình của mình, với con, với cháu của mình, và đáp lại các con và cháu rất là yêu thương ông. Tôi cũng chưa có gặp được nhiều những người thân của ông ở Việt Nam, nhưng mà tất cả những người thân ở bên Mỹ tôi đã gặp thì tôi thấy rằng là họ rất là yêu thương ông và rất là vâng lời ông. Điều thứ hai mà tôi có thể rằng là thấy đó là một tấm gương cho mình, đó là đời sống của ông thì rất là mẫu mực. Có thể là chúng ta nói là có ai đó nói ông rất là nhiều gặp con, điều đó thì tôi thấy rằng sống ở ngoài đời trước đây, nhưng mà khi mà ông tin Chúa, ông sống ở bên Mỹ, tôi thấy một đời sống của ông thì rất là tốt. Và bằng chứng là Chúa ngài đã ban phước ở trên đời sống của ông để ông có một người con, đó là một sư Đinh Tấn Trọng, đã trở nên một mục sư, đã trở nên người giảng dạy lời của Chúa. Sư Đinh Tấn Trọng đã học ở trường thần học và tốt nghiệp cao học thần học và đang hầu cùng Chúa ở một hội thánh là đứa thành sống và thánh lớn ở bên Mỹ. Đó là một sự ban phước ở trên dòng dõi qua đời sống của ông Đinh Tấn Minh, để cho thấy rằng hậu từ của ông không những là được phước nhưng mà sẽ là nguồn phước cho những người khác. Hai cái điều mà tôi cảm nhận thấy, tôi nhận thấy, tôi đã đụng chạm thấy trên đời sống của ông, và tôi thấy rằng là đây là một cái điều mà chúng ta cần phải nhớ đến và thấy đó là cho đời sống. Có thể lắm trước đây đời sống của chúng ta mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi hoàn cảnh, có thể là nó sẽ không được tốt lắm, nó cũng sẽ không có được sạch sẽ lắm, nhưng cũng có một cái thời điểm để Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, ngài sẽ biến đổi chúng ta trở nên một con người mới, như là lời của Chúa phán với chúng ta rằng ai ở trong Đức Christ thì đấy sẽ được dựng nên mới, mọi sự cũ đã qua đi và mọi sự thì trở nên mới. Phải vậy, ông Đinh Tấn Minh phải từ khi tin Chúa là trở nên một người mới và trở nên một phước cho gia đình của ông, và các con, các cháu của ông cũng được hưởng phước nữa. Và buổi trưa hôm nay tôi cảm ơn Chúa để có lời của Chúa đến với gia đình ở trong lễ phát tang hôm nay. Ở trên đời, trên giữa thế gian này, chúng ta sống một đời sống ai cũng mong muốn tìm đến những cái nguồn phước để được đời sống của mình có phước. Ai mà được người khác nói rằng ồ gia đình đó được phước, hay là ông A, ông B hay là cô C gì đó được phước, thì người đó rất là thích thú, bởi vì không có gì quý giá bằng một người được phước. Nhưng mà khi một người qua đời thì đó là phước hay họa? Và Kinh Thánh thì cho chúng ta câu trả lời. Có thể lắm ở ngoài thế gian này thì mỗi người cho một lời khuyên, cho một cái suy nghĩ, cho một cái tư tưởng, nhưng mà đó là con người, đó là cá nhân, hoàn cảnh của người này khác với người kia. Nhưng mà Kinh Thánh là lời của Chúa Trời, Kinh Thánh là lời của Thượng Đế chỉ dạy cho chúng ta cuộc sống của mỗi người như thế nào là phước và như thế nào là họa. Chúng ta nhìn trên cái tấm phông, chúng ta có thấy một câu Kinh Thánh chép ở trong sách Cải Huyền tập 14 câu 13. Lời của Chúa chép rằng: tôi nghe có tiếng đến từ trời rằng hãy viết lấy từ rày phước thay cho những người chết là chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và làm việc làm mình theo sau.
Đây là tiếng phán từ trời, tiếng phán từ Thượng Đế, tiếng phán từ Đức Chúa Trời nói cho cả loài người rằng từ bây giờ trở đi, có nghĩa là từ khi mà chúng ta được nghe lời này, thì như thế nào là phước? Phước đó là cái người ở trong Đức Chúa Trời, ở trong tình yêu của Chúa, dù cho người đó chết đi cũng là người đó được phước. Người chết là chết trong Chúa, thậm chí chết đi cũng được ban phước, huống hồ gì là người sống. Như thế thì chúng ta làm sao để chúng ta có thể có được một đời sống khi mà chúng ta còn sống thì chúng ta được phước, mà thậm chí là chúng ta chết đi chúng ta cũng vẫn được phước nữa, và phước đó là như thế nào? Chuyện đầu tiên, một người sống bình thường ở trên thế gian này, như là mục sư Võ Văn Nguyện lúc nãy có đọc kinh thánh cho chúng ta thấy, đó là tất cả mọi người cuối cùng thì phải chết rồi chịu đoán xét. Nhưng đặc biệt những người mà tin tại nơi Đức Chúa Giêsu là con một Đức Chúa Trời thì cũng chết sau khi từ giã cõi đời này, nhưng mà không phải bị đoán xét. Trong các tôn giáo khác thì ra chúng ta rằng là tất cả những công việc làm của thế giới này, của đời này, sau đó thì chúng ta cũng phải trả giá. Và khi mà trả giá thì ai sẽ là người định giá? Đấng tạo hóa, tức là đấng đã tạo dựng nên con người, Ngài sẽ xét đoán cái công việc mà chúng ta đã làm từ trước tới nay trong luân hồi tại thế, để lúc đó có thể ban thưởng hoặc xử phạt. Như ai sẽ là người được ban thưởng, ai sẽ là người được bị xử phạt? Là những người không có tội thì sẽ được ban hưởng, những người vướng phải tội thì sao? Thì phải xử phạt. Trong chúng ta có ai là người nói rằng là mình không có tội không? Không. Từ nhỏ cho tới lớn, từ trước cho tới bây giờ và cho đến đời đời sau này, không có ai là người mà không có tội. Như lời Kinh Thánh nói, cả loài người đều phạm tội. Không có một ai là người không có tội. Nhưng mà làm sao để có thể giải quyết được vấn đề tội lỗi đó? Chỉ có một cách thôi, dù cho nếu chúng ta có làm cái công việc đó là công đức này công đức kia để lấy cái công mà mình làm để bù lại cái tội, thì thử hỏi rằng là có bao nhiêu cái công sức để có thể đền bù lại tất cả những cái tội lỗi trong cuộc đời chúng ta từng nhỏ từ tới lớn. Xin thưa, chúng ta không có đủ khả năng để làm tội lỗi đó, làm để làm sạch được cái tội lỗi đó, bởi vì mỗi ngày chúng ta còn sống, mỗi ngày chúng ta còn cám dỗ, bị cám dỗ, mỗi ngày chúng ta còn có cơ hội để phạm tội. Đó, có thể là có một người nào đó mà không phạm tội khi mà còn sống, nhưng mà có một con đường để chúng ta có thể giải quyết vấn đề tội lỗi, đó là Đức Chúa Giêsu. Chính Đức Chúa Giêsu là con một Đức Chúa Trời, Ngài từ trời được sai xuống thế gian này để chịu chết cho những người phạm tội. Cái điều kiện để được tha tội đó là gì? Ai đồng ý rằng chính Chúa Giêsu Ngài đã chết để đền tội cho tôi, tất cả những tội lỗi của tôi làm Chúa Giêsu Ngài đã gánh hết rồi, bởi vì Ngài đã chịu cái tội lỗi của tôi bằng cái sự chết của Ngài. Nếu ai tin được điều đó, Chúa Giêsu Ngài gánh cái tội lỗi cho người đó. Có nghĩa là người đó được sạch tội. Người đó sạch tội có nghĩa là sao? Sau khi sống ở trên cõi thế giới này và qua đời thì không còn bị đoán xét nữa, tội lỗi đã được tha. Nào và lúc đó nó không còn bị đoán xét ngược lại, đó là vậy. Không những thế, chúng ta không trông mong về cái đời sau, nhưng mà chúng ta sống ở giữa thực tại này. Lời của Chúa phán với chúng ta, nếu chúng ta là người được tha thứ tội thì là người đó được phước. Phước đó là phước gì? Không phải lo lắng nữa, bởi vì ai ở trong Chúa Giêsu Christ, người đó được bình an. Lời Chúa phán với chúng ta rằng ta ban cho các con sự bình an, đó là sự ban bình an thật, không phải như là bình an mà thế gian bàn cho. Ở giữa thế gian có rất là nhiều cái rủi ro, rất là nhiều cái lo lắng, rất là nhiều cái tai họa nó đang rình rập đến mỗi cuộc đời của chúng ta. Nhưng ở trong Đức Chúa Giêsu chúng ta có sự vui mừng và không còn lo âu nữa, bởi vì chúng ta được sự bảo vệ che chở của đấng đã tạo dựng cả chúng ta, đấng đã hy sinh và chịu chết cho mỗi cuộc đời chúng ta. Thưa quý bà chị em, buổi sáng hôm nay chúng ta cũng nhớ đến sự ra qua đời của ông cụ Đinh Tấn Minh. Của ông Đinh Tấn Minh như là một tấm gương để chúng ta có thể làm theo. Ông đã tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của cuộc đời của mình, và tôi tin chắc rằng giờ đây ông đang được ở trong vòng tay yêu thương của Chúa Trời, như lời hứa của Chúa. Phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa, vì người ấy đã được nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc của mình, tất cả những việc làm của ông đã được nghỉ ngơi. Và không những cuộc đời của ông được phước, nhưng mà chính ông cũng là người phước cho con cho cháu rồi. Và buổi sáng hôm nay tôi dùng lời của Chúa để nói về cuộc đời của một phần về cuộc đời của ông Đinh Tấn Minh.
nói về cái sự được phước của một người qua đời ở trong Chúa, nói về đời sống của ông Đinh Tấn Minh 93 tuổi về với Đức Chúa trở nên nguồn phước cho con, cho cháu, cho gia đình của ông. Và tôi có lời kêu gọi tất cả những ông bà chị em, những người thân của ông Đinh Tấn Minh hãy bước theo cái cách thức mà ông đã từng trải ở trong cõi đời. Trước đây ông lầm lạc ở trong cái cõi hư vô này, sống đời sống như những người thường thường khác ở giữa thế gian. Nhưng mà thì từ khi ông gặp Chúa, ông được thay đổi, ông được quyết đổi trở nên một con người mới, trở nên nguồn phước cho con, cho cháu. Biết bà anh chị em là người mà muốn được hưởng phước, tôi thiết nghĩ rằng chỉ có một cách thôi, đó là gì? Hãy đón nhận Chúa của Thánh Giê-xu trở nên cứu Chúa cuộc đời của mình. Để Chúa Giê-xu đó đấng đã chịu chết trên thập tự giá, nó gánh hết tội lỗi cho chúng ta. Và chúng ta được trở nên con trai, con gái của Đức Chúa Trời, hãy trở nên những người mà được hưởng phước từ lời Chúa, trở nên những người sẽ trở nên nguồn phước ở cho gia đình của mình. Không phải một cái công việc gì là thật là khó, chỉ có bằng niềm tin. Đây không phải là một tôn giáo, nhưng mà đây là một niềm tin. Tin rằng Đức Chúa Giê-xu là đấng đã chết vì cho bản thân của mình, đấng đã gánh hết tội lỗi cho mình, đấng đã chịu hết tất cả những hình phạt bởi tội lỗi chúng ta làm ra. Nếu người nào tiên sinh đức tin đó, người đó được Chúa Ngài xóa bôi đi tất cả những cái tội lỗi, nhận mình làm con yêu dấu của Đức Chúa Trời và trở nên nguồn phước cho những người khác và chính mình bản thân của chúng ta được hưởng phước được. Đó là lời của Đức Chúa Trời được rao ra trong buổi sáng hôm nay. Tôi tin rằng lời của Chúa và Thánh Linh của Ngài sẽ cảm động lòng của ông quý ông bà nghe, để lời đó không phải chỉ nghe làm đủ, nhưng mà nó được nhập thấm vào trong tâm lòng, để mỗi lần chúng ta có cái sự lo lắng, mỗi lần chúng ta có thấy là có một cái điều gì đó bất an, những điều gì mà cảm thấy rằng là nó đưa đến cái sự thất bại, chúng ta hãy nhớ đến có một cứu Chúa đã ở kế bên, đó là Chúa Giê-xu. Hãy đến để tìm gặp Ngài. Có thể lắm ngày hôm nay, có thể lắm là ngày mai, ngày kia, hay một khoảng đường nào đó ở trong thời gian sắp tới. Nếu quý vị có thể gặp cái khó khăn hay gặp một cái điều chưa có vừa ý nào, hãy liên hệ với Chúa Giê-xu. Hãy nói một lời ngắn gọn thôi: Chúa Giê-xu ơi, con muốn tìm nhận Ngài, con muốn Chúa làm chủ đời sống con. Chỉ lời đó thôi, tôi tin rằng Chúa sẽ nhận lời, Chúa giải quyết tất cả những khó khăn của quý vị và chị em. Không cần phải nói mục sư, không cần phải nói người khác, nhưng hãy nói với chính mình Ngài, Chúa Giê-xu. Con xin lời Chúa cùng quý vị và chị em cùng đại diện và tất cả chúng ta đừng có bạn biết. Xin hiệp ý với tôi nhân lên Chúa lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời đấng đã tạo dựng nên thế giới này, đấng đã ban chúng con sự sống, đấng đã vận hành cả vũ trụ này để ban phước cho chúng con. Con tạ ơn Chúa bởi ơn của Ngài, Chúa đã đem cụ ông Đinh Tấn Minh trở về với nước của Chúa, hưởng thọ ở giữa thế giới này 93 năm. Trong thời giờ này, chúng con nhận lấy mạng lệnh từ nơi chính mình Chúa. Con nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh, để chúng con tiến hành nghi thức phát tang để quý ông bà anh chị em ở trong gia đình của ông Đinh Tấn Minh sẽ chịu lấy tang này ở trong những ngày cử hành tang lễ. Con dâng lên Chúa xin chúng tôn lời ca, chúng con kịp chung cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Thank you.
dâu. Thank you.
lời Đinh Thị Quyên. Yeah.
ngôi Đức Chúa Trời, tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Cứu Chúa Giêsu Christ, sự vận hành của Đức Thánh Linh ở cùng với hết thảy tha quyến.